Đi ra ngoài Nam Hải hả? Đi ngoài Nam Hải sớm đi. Giờ đi ra ngoài Nam Hải luôn đi. Chơi chơi đi. Con đi luôn rồi đó. Đi hồi nào? Dạ hồi đó. Thử từ bữa nay. Tại ngày trưa nắng lắm, đi đó trước đây rồi mới quành về chợ mới mua đồ. Chừng á, ngang chợ phải chạy chậm chậm. Ai đồ? Ê. Ai đồ? Ê. Trời ơi, phải sửa nhiều lắm nè. Không có được nói trong đó nữa. Bất là héo. Không được luôn. Ai đồ? Không. Không được, cũng phải không được là không được. Không nghe lời thì bỏ xuống xe bây giờ. Không nghe lời bỏ xuống xe đi bộ về á. Xui. Ừ, cái gà là không có hên. Ủa đó giờ trong lúc thử mưa đá gà. Trời, lúc làm cái gì dưỡng thương gà nó chỉ có đá gà đâu. Đá gà nó đau. Xì bên xe hay gì vậy? Vậy con gà dưỡng lúc làm gà dưỡng xe nó bị lủng à. Nó đậu đại vậy, đậu gì đâu. Để đi. Đi hướng đây nè, đi nè. Tôi đi khỏe hết. Đây rồi quá. Why don't you stand in the shade instead? Over there. By the tree. Over there. Hey, Nam.
Mr. T on the phone. Rồi, vậy mới anh em về đó. Ok. Rồi. That's the ocean. Isn't it obvious? No. What'd she do? Obviously. Joker? It signifies the goddess of multiple hats. You know, the multiple hats kind of like. Different years. Yeah, different stuff. The god that gives like a lot of different helping hands. God is a different opinion. Which God is this one? So that she can help out more. Or see, God is the same one type of God. Her name is right there. He always is there just doing that. Go there, sorry. This is the thing. So, did you find peace coming here? Yeah. What kind of peace? Myself. You find peace in yourself? Kể thêm đi. Kể thêm đi.
đó, con nó bự, nó bự. À, cái đó được. Cảm ơn chứ. Dạ. Không mời bán nha, tôi đây còn chờ nữa, giờ tôi là người ăn nha. Dạ. Nóng không? Dễ sợ. Nóng chân con không hả chị? Nóng chân con. Nó chiên nó phùng ra vậy luôn, là không có miếng chuối nào trong ruột hết á. Phùng giòn lắm. Chiên miếng bột hai lần. Có mè. Chiên bạc liêu. Sao mỹ tiên được ngon? Chứ mỹ tiên về chừng nào rồi chứ mỹ tiên vui hơn. I'm hungry. Cậu về đi. Dạ. Mấy người đó hồi xưa bán đây nghỉ rồi. Ừ, hồi xưa bán đây đây nè, dưới cầu này. Còn đó cầu tám. Cầu này đâu phải cầu quay, cầu này cầu. Cầu giỏi sáu. Hả? Còn đó thì sao? Ừ, còn đó thì sao? Chạy qua ăn rồi. Nó không có bán nhiều nữa, không biết có bán phải ăn chiên luôn. 26 ngàn. 36 ngàn. 36 ngàn. Dạ. Lấy phải ăn thôi, nhận 40 luôn. Ờ, lấy chặt 40 ngàn đi. Hả? Lấy chặt 40 ngàn đi, lấy thêm khoai chặt 40 ngàn. Thêm cái chiên nữa đi. Cái nào cũng được, em lấy cái chiên. Đủ 4 ngàn. Đủ 4 ngàn hả? Thôi vậy lấy khoai cho đủ 4 ngàn đi. Đây bán tới chiều thôi hả? Dạ, bán tới 6 giờ lận. Bán tới chiều hả? Hỏi có chín liền. Quay để hồi nó chích ngừa đấy. Nó chích vô để vô để đứt á. Nó chích đau lắm. Ừ. À lấy xuống bắn luôn. Nó chích để đau quá. Mẹ kêu má mua con cái đi. Đi đi. Mua bún không? Ờ, có hết rồi. Có hết rồi. Cái đó là có con ông nó chui nó cắt. 7-8 ngàn hả chế? Ông ông nó chui cắt kìa, ông ông nó nằm bài nữa cho chế. Ông ông đó, để chú đi bắt ông đi. Thank you.
ẩu gì kìa. Tặng cho chị không ra đâu.
Mắm nè, mắm nè. Chấm cái gì mắm nữa? Chấm muối tiêu chanh không? Ừ, phải chấm chanh. Để tiêu lại để chấm không? Để lấy sốt. Ờ, ớt. Tiêu ớt ăn dài kia rồi. Rất ngon. Thứ là chiều quá hả Việt? Này đi làm đi Việt. Thứ là chiều thì nghỉ nhà làm cũng được. Đi làm đi, mẹ đi làm đi. Chiều là thứ gì? Đường. Làm chấm này nè, làm đi, làm chấm này đi. Đường nha, đường chấm. Này xong chưa, này xong bỏ. Xong rồi, bỏ. Cái này cũng xong rồi. Để xuống, để cho nó gặm gỡ, cho nó thoải mái. Phải đưa vô rồi nè, nó xấu. Để cho đây em dọn cho. Chị phải giao lên tính, chị em giao đánh thôi. Đưa đánh nó xong. Đồ hải sản và hàng thích nhất. Có cái chấm đó, ăn nè, có này ngon lắm á. Nghe qua thử đi nghe. Mà phải lấy cái mẹ này ai chấm cái này gì vậy? Để cái xương sầu nó kẹ thẳng qua dạ dưỡng con chấm. Ừ. Cái xương hả? Chấm. Cái xương hả? How do you say ketchup and vinegar? Ketchup hả? Tương cà. Tương cà. Phải hả? Nhậu đi, nhậu đi. Nhậu đi, nhậu đi. Trời ơi, bởi vậy làm gì ở bển không biết nữa. Ừ, trời bây giờ thành đại gia rồi đó, là ốc này vừa không? Ốc đẹp gì? Ốc hương biển hả? Hương biển. Nhậu. Con nhỏ ăn ngon, con lớn ốc này. Ăn ốc hương biển. Ừ, ai đi sợ bị stroke hay gì á, sợ đau là hết à. Đó, nằm trên thủ đau đó. Đúng rồi, tính mình không có tin. Không có tin, không có tin, không có thực tế. Chú Hoa không có tình nhỏ tới lớn nha, nhỏ tới lớn là ai đi coi coi bói chú Hoa cũng không tin. Mắt hai chứ hà đi hai rồi bận đồ sao như ma nhập rồi là có nè, có thuốc chết nhau chế chết người nghe cái uống thuốc đó thì hai rồi mình làm cái hàng nó gạo kiểu gan nhạt no rồi quá đi sao cho nó gan miếng đi cắn nhạt cái lá ấy rồi mấy thằng cái gà này đó bí tiên bí tiên ăn mấy thằng ăn hả ăn nó ăn thôi mấy thằng nó không ăn nữa đâu cắn nhạt cái lá ấy rồi. Chứ khi chia ông thầy lại coi phải không? Là Hi Thanh trốn thầy chôn đó. Trốn 2 ngày đó, đâu về nhà không được. Về tới nhà mà vô nhà không được. Ngọc Lan nói á. Là ở nhà chứ ôn đâu 2 ngày. Được thầy đó là nhà chứ Hiên á, là có 2 đứa thì nằm ở trong đó đó. Thì có thể nó nặng cám khí quá. Thì đi nước thầy đòi lại cúng. Để cho siêu độ cho cái dâm hồn thôi. Vậy thì đó chế chắc không thấy mẹ mà à, vẫn thấy rồi. Mẹ bị gì? Giờ đúng rồi, lúc đó chế đi rồi. Cơm trai đó cũng trang lành, cái chạm đó, chạm tới mày làm gì?